Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 73, phẩm và pháp giới thứ 39, phần 14. 38 Dạ thần đại nguyện tinh tấn lực kiểu hộ nhất thiết chúng sinh, phó thác thứ 8, bất động địa. Đây là bất động địa thứ 8, là trí không phân biệt, thế vận liên tục, tương ứng phiền não vì không thể động là bất động địa, vô công dụng đạo thừa đại nguyện lực vì khắp cứu hộ là đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ tất cả chúng sinh. Bấy giờ thiện tài đồng tử đi đến chỗ vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, thấy vị dạ thần đó ở trong đại chúng, ngồi tòa sư tử hiện khắp tất cả cung điện Mani vương tạng, lấy báu Mani phổ hiện pháp giới quốc độ che phủ phía trên. Lúc đó thiện tài đồng tử từ biệt vị dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa, để đi đến chỗ vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, thấy vị dạ thần đó ở trong đại chúng, ngồi tòa sư tử hiện khắp tất cả cung điện Mani vương tạng, lấy báu Mani phổ hiện pháp giới quốc độ che phủ phía trên tòa báu để nghiêm sức. Vị dạ thần hiện thân hình bóng mặt trời mặt trăng tinh tú, hiện thân tùy tâm chúng sinh khắp khiến cho được thấy, hiện thân đồng với tất cả hình tướng chúng sinh, hiện thân vô biên biển sắc tướng rộng lớn, hiện thân khắp hiện tất cả oai nghi, hiện thân thị hiện khắp trong mười phương, hiện thân điều phục khắp tất cả chúng sinh, hiện thân rộng vận thần thông mau chóng, hiện thân lợi ích chúng sinh không dứt, hiện thân thường du hành hư không để làm lợi ích. Vị dạ thần thị hiện 24 thứ thân, đều có sự hiện bày của mỗi thân. Đầu tiên hiện 10 thứ thân là hóa thân ứng cơ nhiếp hóa, kế đến hiện 6 thứ thân là ứng pháp thành hạnh thân. Sau đó hiện 8 thứ thân là ly chướng khế lý thân. 1. Thị hiện thân hình bóng như mặt trời, mặt trăng tinh tú. 2. Thị hiện thân tùy tâm chúng sinh khắp khiến cho được thấy. 3. Thị hiện thân đồng với tất cả hình tướng chúng sinh. 4. Thị hiện thân vô biên biển sắc tướng rộng lớn. 5. Thị hiện thân khắp hiện tất cả oai nghi. 6. Thị hiện thân thị hiện khắp trong mười phương. 7. Thị hiện thân điều phục khắp tất cả chúng sinh. 8. Thị hiện thân rộng vận thần thông mau chóng. 9. Thị hiện thân lợi ích chúng sinh không dứt. 10. Thị hiện thân thường du hành hư không để làm lợi ích. Hiện thân đảnh lễ tất cả chư Phật, hiện thân tu tập tất cả căn lành, hiện thân thọ trì Phật pháp không quên, hiện thân thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ Tát, hiện thân quang minh sùng mãn mười phương, hiện thân đèn pháp khắp diệt đen tối thế gian. 1. Thị hiện thân đảnh lễ tất cả chư Phật. 2. Thị hiện thân tu tập tất cả căn lành. 3. Thị hiện thân thọ trì Phật pháp không quên. 4. Thị hiện thân thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ Tát. 5. Thị hiện thân quang minh sung mãn mười phương. 6. Thị hiện thân ngọn đèn pháp khắp diệt đen tối thế gian. Hiện thân tịnh trí rõ pháp như huyễn, hiện thân pháp tánh ra lìa bụi trần đen tối, hiện thân phổ trí chiếu pháp thấu rõ, hiện thân rốt ráo không hoạn nạn không nóng, hiện thân kiên cố không thể trở ngại phá hoại, hiện thân Phật lực không chỗ trụ, hiện thân không phân biệt lìa nhiễm, hiện thân pháp tánh vốn thành tịnh. 1. Thị hiện thân trí huệ thanh tịnh, rõ pháp như huyễn. 2. Thị hiện thân pháp tánh xa lìa bụi trần đen tối. 3. Thị hiện thân phổ trí chiếu pháp thấu rõ. 4. Thị hiện thân rốt ráo không hoạn nạn không nóng bức. 5. Thị hiện thân kiên cố không thể trở ngại phá hoại. 6. Thị hiện thân Phật lực không chỗ trụ. 7. Thị hiện thân không phân biệt lìa nhiễm. 8. Thị hiện thân pháp tánh vốn thanh tịnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử thấy thần khác biệt như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, một lòng đảnh lễ, làm lễ sát đất, rất lâu mới đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy thần khác biệt như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, một lòng đảnh lễ rất kiền thành, năm thề sát đất rất cung kính, trải qua thời gian rất lâu mới đứng dậy, cung kính chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan vị chủ dạ thần, mắt chẳng tạm rời. Thiện tài đồng tử đối với thiện tri thức sinh mười thứ tâm. Những gì là mười thứ tâm? Đó là đối với thiện tri thức sinh tâm đồng như mình, vì khiến cho tinh cần biện lý pháp trợ đạo nhất thiết trí. Đối với thiện tri thức sinh tâm thành tịnh tự nghiệp quả, vì gần gũi cúng dường sinh ra căn lành. Đối với thiện tri thức sinh tâm trang nghiêm Bồ Tát hạnh, vì khiến cho ta mau được trang nghiêm tất cả Bồ Tát hạnh. Đối với thiện tri thức sinh tâm thành tựu tất cả Phật pháp, vì dạy dỗ ta làm cho ta tu đạo. Đối với thiện tri thức sinh tâm hay sinh vì hay sinh cho ta pháp vô thượng. Đối với thiện tri thức sinh tâm xuất ly vì khiến cho ta tu hành hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà được xuất ly. Đối với thiện tri thức sinh tâm đầy đủ tất cả biển phước trí vì khiến cho ta tích tập các pháp trắng. Đối với thiện tri thức sinh tâm tăng trưởng vì khiến cho ta tăng trưởng nhất thiết trí. Đối với thiện tri thức sinh tâm đầy đủ tất cả căn lành
vì khiến cho ta trí nguyện được viên mãn. Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành tựu làm được lợi ích lớn, vì khiến cho ta tự tại an trụ tất cả pháp Bồ Tát, thành tựu đạo nhất thiết trí, đắc được tất cả Phật pháp, đó là 10. Thiện tài đồng tử, đối với thiện tri thức sinh ra 10 thứ tâm cung kính. Những gì là 10 thứ tâm? Đó là: 1. Đối với thiện tri thức, sinh tâm đồng như chính mình, chẳng có phân biệt đó đây. Vì thiện tri thức khiến cho ta không giải đãi, tinh cần biện lý pháp trợ đạo nhất thiết trí. 2. Đối với thiện tri thức, sinh tâm thanh tịnh tự nghiệp quả. Vì thấy được thiện tri thức thì giống như thiện tri thức tu nghiệp thanh tịnh, đắc được quả thanh tịnh. Ta gần gũi thiện tri thức, cúng dường thiện tri thức khiến cho ta sinh ra tất cả căn lành. 3. Đối với thiện tri thức, sinh tâm trang nghiêm Bồ Tát hạnh. Vì thiện tri thức tu pháp môn lục độ vạn hạnh, khiến cho ta mau được trang nghiêm tất cả Bồ Tát hạnh. 4. Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành tựu tất cả Phật pháp. Vì thiện tri thức dạy dỗ ta, giáo hóa ta, khiến cho ta tu hành đạo vô thượng giác, đắc được giải thoát. 5. Đối với thiện tri thức, sinh tâm hay sinh, vì khiến cho ta sinh tâm pháp Bồ Đề vô thượng. 6. Đối với thiện tri thức, sinh tâm xuất ly, vì khiến cho ta tu hành hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền mà được thoát khỏi ba cõi. 7. Đối với thiện tri thức, sinh tâm đầy đủ tất cả biển phước trí, vì thiện tri thức khiến cho ta tích tập các pháp trắng tịnh, pháp thanh tịnh. 8. Đối với thiện tri thức, sinh tâm tăng trưởng, vì hay khiến cho ta tăng trưởng nhất thiết trí. 9. Đối với thiện tri thức, sinh tâm đầy đủ tất cả căn lành, vì hay khiến cho ta trí nguyện mau chóng được viên mãn. 10. Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành tựu, làm được lợi ích lớn, vì hay khiến cho ta tự tại an trụ tất cả Bồ Tát pháp, đắc được vô sinh pháp nhẫn, thành tựu đạo nhất thiết trí, đắc được tất cả Phật pháp. Đó là 10 thứ tâm mà thiện tài đồng tử sinh ra. Thiện tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, đắc được đồng hạnh vị dạ thần đó với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Thiện tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, đắc được đồng hạnh vị dạ thần đó với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Lược nói có 84 thứ đồng hạnh. Đồng có 4 ý nghĩa: 1. Người pháp không hai đồng với tất cả pháp giới. 2. Nhân quả không hai đồng với tất cả chư Phật. 3. Ta người không hai đồng với tất cả Bồ Tát. 4. Nhiễm tịnh không hai đồng với tất cả chúng sinh. Đó là đồng niệm vì tâm thường nghĩ nhớ 10 phương ba đời tất cả chư Phật. Đồng huệ vì phân biệt quyết rõ tất cả biển pháp môn khác nhau. Đồng hướng về vì hay truyền bánh xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật Như Lai. Đồng giác vì dùng trí huệ. Đồng hư không vào khắp ba đời. Đồng căn vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang minh trí huệ căn. Đồng tâm vì khéo tụ tập vô ngại công đức trang nghiêm tất cả Bồ Tát đạo. Đồng cảnh vì chiếu khắp cảnh sở hành của chư Phật. Đồng chứng vì đắc được nhất thiết trí, chiếu biển thật tướng thanh tịnh quang minh. Đồng nghĩa vì hay dùng trí huệ thấu rõ tánh chân thật của tất cả pháp. Đồng dũng mãnh vì phá hoại được tất cả núi chướng ngại. Đồng sắc thân vì tùy tâm chúng sinh thị hiện thân. Đồng lực vì cầu nhất thiết trí chẳng thối chuyển. Đồng vô ý vì tâm thanh tịnh như hư không. Đồng tinh tấn vì trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát hạnh không giải đãi mệt mỏi. Đồng biện tài vì đắc được pháp vô ngại trí quang minh. Đồng vô đẳng vì thân tướng thanh tịnh hơn thế gian. Đồng ái ngữ vì khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỷ. Đồng diệu âm vì khắp diễn tất cả biển pháp môn. Đồng mãn âm vì tất cả chúng sinh tùy loài đều hiểu được. Đồng tịnh đức vì tu tập công đức thanh tịnh của Như Lai. Đó là: 1. Đồng niệm vì trong tâm thường nghĩ nhớ 10 phương ba đời tất cả chư Phật. 2. Đồng huệ vì phân biệt quyết rõ tất cả biển pháp môn khác nhau. 3. Đồng hướng về vì hay truyền bánh xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật Như Lai. 4. Đồng giác vì dùng trí huệ đồng hư không vào khắp tất cả ba đời khiến cho ba đời bình đẳng. 5. Đồng căn vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang minh trí huệ căn. 6. Đồng tâm vì khéo tu tập vô ngại công đức trang nghiêm hay trang nghiêm tịnh đạo của tất cả Bồ Tát tu hành. 7. Đồng cảnh vì chiếu khắp cảnh sở hành của tất cả chư Phật. 8. Đồng chứng vì chứng được nhất thiết trí, chiếu khắp biển thật tướng thanh tịnh quang minh. 9. Đồng nghĩa vì hay dùng trí huệ thấu rõ tánh chân thật của tất cả pháp. 10. Đồng dũng mãnh vì phá hoại được tất cả núi lớn chướng ngại. 11. Đồng sắc thân vì tùy thuận tâm ý chúng sinh thị hiện tất cả sắc thân trang nghiêm. 12. Đồng lực vì cầu nhất thiết trí chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 13. Đồng vô ý vì tâm thanh tịnh như hư không. 14. Đồng tinh tấn vì trong vô lượng kiếp hành Bồ Tát hạnh không khi nào giải đãi mệt mỏi. 15. Đồng biện tài vì
vì đắc được pháp vô ngại trí, quang minh chiếu khắp tất cả chúng sinh. 16. Đồng vô đẳng, vì thân tướng thanh tịnh hơn trời người thế gian. 17. Đồng ái ngữ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, xa lìa phiền não. 18. Đồng diệu âm, vì khắp diễn tất cả biển pháp môn. 19. Đồng mãn âm, vì pháp âm viên mãn này, tất cả chúng sinh tùy loài đều hiểu được. 20. Đồng tịnh đức, vì tu tập công đức thanh tịnh của Như Lai. Đồng trí địa, vì tất cả chư Phật sở thọ pháp luân. Đồng phạm hạnh, vì an trụ cảnh giới của tất cả chư Phật. Đồng đại từ, vì niệm niệm che khắp tất cả cõi nước biển chúng sinh. Đồng đại bi, vì pháp mưa pháp vũ thấm nhuần tất cả chúng sinh. Đồng thân nghiệp, vì dùng hạnh phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh. Đồng lời nghiệp, vì dùng tùy loại âm dễ nói tất cả các pháp môn. Đồng ý nghiệp, vì khắp nhiếp chúng sinh để trong cảnh giới nhất thiết trí. Đồng trang nghiêm, vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Đồng gần gũi, vì có Phật ra đời đều gần gũi. Đồng thỉnh mời, vì thỉnh mời tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp. Đồng cúng dường, vì thường thích cúng dường tất cả chư Phật. Đồng giáo hóa, vì điều phục tất cả các chúng sinh. Đồng quang minh, vì chiếu rõ tất cả các pháp môn. Đồng tam muội, vì khắp biết tất cả tâm chúng sinh. Đồng khắp cùng, vì dùng sức tự tại đầy khắp tất cả biển cõi nước chư Phật tu các hạnh. Đồng trụ xứ, vì trụ đại thần thông của các Bồ Tát. Đồng quyến thuộc, vì cùng ở chung với tất cả Bồ Tát. Đồng nhập xứ, vì khắp vào chỗ vi tế của thế giới. Đồng tâm lự, vì biết khắp tất cả cõi nước chư Phật. Đồng đi đến, vì vào khắp biển cõi của tất cả chư Phật. 21. Đồng trí địa, vì tất cả chư Phật sở thọ pháp luân hay y pháp thọ trì. 22. Đồng phạm hạnh, vì an trụ cảnh giới thanh tịnh của tất cả chư Phật. 23. Đồng đại từ, vì niệm niệm che khắp tất cả cõi nước biển chúng sinh. 24. Đồng đại bi, vì khắp mưa xuống tất cả pháp vũ thấm nhuần tất cả chúng sinh. 25. Đồng thân nghiệp, vì dùng hạnh phương tiện khéo léo giáo hóa tất cả chúng sinh. 26. Đồng lời nghiệp, vì dùng lời âm thanh tùy thuận chúng sinh dễ nói tất cả các pháp môn điều phục tất cả chúng sinh. 27. Đồng ý nghiệp, vì khắp nhiếp trì tất cả chúng sinh để trong cảnh giới nhất thiết trí. 28. Đồng trang nghiêm, vì hai trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật. 29. Đồng gần gũi, vì phàm là có Phật xuất hiện ra đời đều đến gần gũi Phật cúng dường Phật. 30. Đồng thỉnh mời, vì thỉnh mời tất cả chư Phật mười phương ba đời thường chuyển bánh xe pháp. 31. Đồng cúng dường, vì thường thích cúng dường tất cả chư Phật. 32. Đồng giáo hóa, vì giáo hóa điều phục tất cả các chúng sinh. 33. Đồng quang minh, vì chiếu rõ tất cả các pháp môn. 34. Đồng tam muội, vì khắp biết tất cả tâm niệm chúng sinh. 35. Đồng khắp cùng, vì dùng sức tự tại đầy khắp tất cả biển cõi nước chư Phật tu hành các hạnh. 36. Đồng trụ xứ, vì có thể trụ trong cảnh đại thần thông của tất cả Bồ Tát. 37. Đồng quyến thuộc, vì cùng ở chung với tất cả Bồ Tát. 38. Đồng nhập xứ, vì khắp vào tất cả chỗ vi tế của thế giới. 39. Đồng tâm lự, vì biết khắp tất cả cõi nước của chư Phật. 40. Đồng đi đến, vì vào khắp biển cõi của tất cả chư Phật. Đồng phương tiện, vì đều hiện tất cả cõi nước chư Phật. Đồng siêu thắng, vì đối với cõi nước chư Phật đều không thể sánh bằng. Đồng bất thối, vì vào khắp mười phương không chướng ngại. Đồng phá tối, vì đắc được trí đại quang minh thành bồ đề của tất cả chư Phật. Đồng vô sinh nhẫn, vì vào chúng hải hội của tất cả chư Phật. Đồng khắp tất cả lưới cõi chư Phật, vì cung kính cúng dường các Như Lai bất khả thuyết cõi. Đồng trí chứng, vì biết rõ biển pháp môn. Đồng tu hành, vì thuận hành tất cả các pháp môn. Đồng mong cầu, vì đối với pháp thanh tịnh rất ưa muốn. Đồng thanh tịnh, vì tích tập công đức Phật để trang nghiêm thân miệng ý. Đồng diệu ý, vì đối với tất cả pháp trí đều thấu rõ. Đồng tinh tấn, vì khắp tích tập tất cả các căn lành. Đồng tịnh hạnh, vì thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh. Đồng vô ngại, vì thấu rõ tất cả pháp đều vô tướng. Đồng thiện xảo, vì trong các pháp trí tự tại. Đồng tùy thích, vì tùy tâm chúng sinh hiện cảnh giới. Đồng phương tiện, vì khéo học tập tất cả điều đáng tu tập. Đồng hộ niệm, vì được tất cả chư Phật hộ niệm. Đồng nhập địa, vì vào được tất cả Bồ Tát địa. Đồng sở trụ, vì an trụ tất cả Bồ Tát vị. 41. Đồng phương tiện, vì đều hiện tất cả cõi nước chư Phật. 42. Đồng siêu thắng, vì đối với cõi nước chư Phật đều không thể sánh bằng. 43. Đồng bất thối, vì vào khắp mười phương thế giới không chướng ngại, viễn viễn không thối bồ đề tâm. 44. Đồng phá tối, vì đắc được trí đại quang minh thành bồ đề của tất cả chư Phật. 45. Đồng vô sinh nhẫn, vì vào trong đạo tràng chúng hải hội của tất cả chư Phật. 46. Đồng khắp tất cả lưới cõi chư Phật, vì cung kính cúng dường các Như Lai nhiều bất khả thuyết cõi Phật.
47. Đồng trí chứng vì biết rõ hết thảy biển pháp môn. 48. Đồng tu hành vì thuận hành tất cả nghĩa lý pháp môn y pháp tu hành. 49. Đồng mong cầu vì đối với pháp thanh tịnh rất ưa muốn y giáo phụng hành. 50. Đồng thanh tịnh vì tích tập công đức của Phật để trao nghiêm thân miệng ý ba nghiệp của chính mình. 51. Đồng diệu ý vì đối với tất cả pháp trí đều thấu rõ chẳng chướng ngại. 52. Đồng tinh tấn vì khắp tích tập tất cả các căn lành hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 53. Đồng tịnh hạnh vì thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh. 54. Đồng vô ngại vì thấu rõ tất cả pháp đều vô tướng. 55. Đồng thiện xảo vì trong tất cả các pháp trí huệ nhậm phận tự tại chẳng có mọi chướng ngại. 56. Đồng tùy thích vì tùy tâm tất cả chúng sinh mà hiện tất cả cảnh giới. 57. Đồng phương tiện vì khéo học tập tất cả pháp môn đáng tu tập. 58. Đồng hộ niệm vì được tất cả chư Phật thường hộ niệm căn lành. 59. Đồng nhập địa vì vào được tất cả Bồ Tát địa.